Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là đây, Evaporator Crazy dàn lạnh của Kia Cerato, nắp chung với Kia Forte. Mã sản phẩm của nó là 97139 1M000. Sản phẩm của tập đoàn Hyundai, Mobis và Kia Moto. Đây, đây là mã hàng của nó này. Phía bên ngoài của chiếc vỏ hộp này. Đây, đây và những lưu ý của người ta này. Đóng gói cẩn thận này, tránh mưa gió này, để thẳng này. Và vỏ hộp chiều. Đây, và cái kích thước của cái vỏ hộp của nó thì nó sẽ rơi vào 43 31 x 22. Đây là hình ảnh của sản phẩm đấy ạ. Anh em có nhìn thấy không ạ? Rồi ạ, Hyundai Mobis này. Đây là cái với cái sản phẩm được làm từ nhà máy này thì tất cả các cái hàng anh em phải nói là người tiêu dùng rất là ưng. Từ các cái lan, nhôm, lẫn cái tép được kiểm tra rất kỹ càng, được các kỹ sư của nhà máy chọn lọc về cái nguyên vật liệu. Đây là các cái lan, đây là lan dẫn nhiệt, đây là tép. Bốn xung quanh của dàn bao gồm bao giờ cũng được bao bọc bởi một lớp mút rất là mỏng để khi đưa vào nó sẽ khít. Đây là một đường hồi, một đường phin ra van tiết lưu. Chúng ta bắt ra van tiết lưu, phía tiếp lối sẽ là đường ống rất co ra bên ngoài. Đây, đây hình dáng của em nó đây. Đây, các cái mối hàn mọi người nhìn này, rất chuẩn luôn. Đây, cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu tìm hiểu hỗ trợ về sản phẩm thì liên hệ Zalo với em theo số máy 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.